tim chúng nhịp đập rộn ràng, một con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh mà ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu ngọn súng, một niềm tin quyết thắng trong trận này. Thank you.
Ngọc lần này không nguy hiểm gì đâu, không xảy ra chuyện gì đâu, thật đấy. Cả chị lên đó, cô xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa, con Chúa ơi, con Chúa bắt đi cơ.
là cứ Nah, I don't know.